Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng lên chức mẹ chồng, thân thể con dâu xinh đẹp vẫn là ẩn số. Bên cạnh bức hình hot, cư dân mạng còn xôn xao trước loạt clip ngắn ghi lại cảnh vợ chồng bà Hằng trao tặng của hồi môn cho con dâu. Chiều ngày 4 tháng 5, dư luận được một phen xôn xao trước thông tin nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đài Nam lên chức mẹ chồng. Theo đó, mạng xã hội liên tục lan truyền bức hình con trai lớn của nữ đại gia vẫn áo dài cài hoa trước ngực rồi đứng chụp hình với cô gái mặc áo dài trắng thướt tha, đội mẫn và tay cầm bó hoa tươi. Lúc này, nhiều người dự đoán đây chính là lễ đính hôn của vị thiếu gia với vợ sắp cưới. Trong bức hình có sự xuất hiện của thiếu gia Huỳnh Hằng Hiểu, 9 tuổi, con trai út của bà Hằng và doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi. Trong bức hình đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, con dâu hào môn của nữ đại gia để lộ gương mặt xinh đẹp và hiền hậu. Thậm chí, người ta còn thấy nàng dâu này có nhiều nét khá giống với mẹ chồng. Tuy nhiên, danh tính và thân thể của cô gái này vẫn được gia đình bà Hằng giữ bí mật. Bên cạnh bức hình ấy, cư dân mạng còn xôn xao đoạn clip ngắn ghi lại cảnh vợ chồng bà Hằng trao tặng của hồi môn cho con dâu. Bà mặc một chiếc váy đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, phong cách sang trọng và quý phái. Bà liên tục nở nụ cười trong lễ đính hôn của con trai, nhất là khi đứng cạnh cô con dâu xinh đẹp. Bà Phương Hằng có 4 người con, trong đó 3 con riêng với chồng cũ và 1 con trai chung với đại gia Dũng Lò Vôi. Trong tiệc thôi nói mừng bé Hằng Hiểu 1 tuổi, vào năm 2013, vợ chồng bà chính thức trao toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình cho con. Sự kiện này đã khiến giới kinh doanh nói riêng và dư luận nói chung ngỡ ngàng. Và để tránh chuyện khẩu thiệt vô bằng, vợ chồng nữ đại gia còn có thêm động thái sắc tính bằng cách lập di chúc trao quyền thừa kế cho con trai. Sau đó không lâu, ông Dũng Lò Vôi đã lên tiếng đính chính, khẳng định Hằng Hiểu chỉ là chủ sở hữu của một quỹ từ thiện. Khi cậu bé chưa đủ 18 tuổi, quỹ sẽ do một hội đồng giám sát quản lý gồm 12 người, trong đó 2 vị chủ chốt vẫn do vợ chồng ông Dũng nắm giữ. Trước đó không lâu, bà Nguyễn Phương Hằng bỗng nhiên nổi tiếng mạng xã hội với lùm xùm tố ông Võ Hoàng Yến lợi dụng niềm tin của vợ chồng bà ăn chặn tiền cứu trợ, tiền xây chùa mà gia đình bà tài trợ. Đến ngày 16 tháng 4, nữ đại gia bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt do thông tin sai sự thật về việc tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yến. Cụ thể, ngày 4 tháng 3, tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong clip. Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yến lừa mình sau nhiều năm trên tài khoản YouTuber Hoa Lệ Sài Gòn. Theo nội dung clip, bà Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yến hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che. Thông tin này được xác định là sai thực thật, xúc phạm danh dự uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản D điều 1, điểm 1, điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xã hội. Thanh tra Sở áp dụng Nghị định 15/2020. NDCP xử phạt bà Hằng 7,5 triệu đồng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.